Mình chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một món mới, đó là món gà hấp mía này. Trên đường hai bố con đi làm và đi học đón nhau về thì là có mua đây một con này, các bạn nhìn này, nhìn rất là ngon và bắt mắt này, nhìn cũng rất là sạch sẽ nữa. Bán 140.000 một con. Thì, mình chưa ăn gà hấp mía bao giờ ấy, thì mình tại vì là bình thường ấy thì mình thấy gà ngọt thịt rồi mà hấp cùng với mía, mình nghĩ là ăn nó sẽ rất là ngọt, nó không có ăn nó ngang ngang ấy, nhưng không ngờ là khi mua về ấy, thì ăn vị nó rất là ngon nhá, nó không bị ngọt quá này, nó da rất là giòn và ngon. Thì các bạn nếu mà có dịp đi ngang qua thì cũng có thể mua thử về ăn xem như nào nhá. Tên là gà hấp mía này đấy. Thì khách đứng chờ cũng rất là đông, ông xã mình kể như vậy á. 140.000 một con thì giá rất là vừa, có đầy đủ cả nước chấm này, rau thơm này, rất là ngon, ở nhà mình rất là thích và ưng đấy. Mình mời các bạn ăn cùng với gia đình nhà mình nhé. Nếu có dịp các bạn đi đâu ấy, hoặc là đi ra Hà Nội ấy, mà thấy người ta bán ấy, thì cũng có thể mua ăn nhé, rất là ok đấy ạ, đổi bữa cho cả nhà. Cái món này khi mà nhà mình thi thoảng đổi bữa hoặc là có khách đến chơi nhà mua cũng rất là ok nhé. Đây có rắc cả lá chanh nên rất là thơm này. Đấy, gà mà có lá chanh là chuẩn vị rồi đấy các bạn ơi. Đây xem cách anh ấy chặt và làm, đeo găng tay đồ rất là vệ sinh này. Và có lồng kính như này ấy, mình thấy là đảm bảo chất lượng này. Nên màu rất là đẹp. Đó. Đây này bạn ơi, mình quay cả xe cho bạn xem nhé. Đó, đằng trước có ghi biển này, 140.000 một con, rất là rõ ràng này. Đấy, có cả loa này. Đấy, không sợ bị mua đắt nhá. Đấy, rau ý, các thứ là anh đã cho sẵn vào trong cái túi rồi. Gà nhà mẹ mua nó cũng bán hơn 100 rồi. Bữa nay nó tăng giá rồi. Hôm bữa con gà cân tư là 140. Nói chung là 100.000 một con. Này chắc cân 1 cân 2 thì cũng mình mà mua thì cũng 101 102 rồi. Chưa kể nó cho đồ. Thì thế mẹ hỏi mẹ thấy ba nói rẻ thì mua luôn. Quá quá. Quá quá. Gà hấp mía. Đấy, thấy người ta làm nhiều nhưng mà không dám mua. Ooh, biết hello là little duck. Get out my bowl, little duck. Sao hấp mía nó ngọt, ăn nó nợ ấy. Ồ, đây, lá chanh ngon vậy. Tơ. Ôi, thế này thì ra rẻ ấy. Quá. Okay, get out, please. Get out, please. Thế nhỉ? Bán ở Mễ Trì á? Trên đường về. Trời ơi. Okay. Okay. Be careful, it's hot. It's so hot. It's so hot. Lúc ba gọi chấm xì dầu thì ra lấy xì dầu. Hai mẹ con định cắm cơm, thế xong thấy ba bảo thì thôi. Yummy. It's so hot. Be careful, please. Daddy, my mouth is hot. Okay, so just calm down. Wait for daddy. Giờ hay mà, con lên hay. Đây, có vắt quất không? Em bé. Rồi. Mẹ bắt cho em đi. Ngon quá. Ok. Mẹ không có sợ mẹ.
Dây kéo cắt nhỏ nhỏ chứ bóc gì. Nãy tắm nghịch mãi đấy. A little duck. Eat you up. Yummy, yummy. Eat you up. Ôi. Cho con vịt ăn nè. Mẹ ăn đi. Eat you up. Eat little duck. Trong ngân bàn con tìm mãi không thấy. Ừ, vịt ăn đi, ngon không? Không, ở trong cặp cũng không thấy. Nhà cửa là ở trong phòng. Eat it, baby. Eat your dinner. Không ngọt, rất thừa vừa vị thơm. Ngon mẹ. Ngon hả? Ừ. Đấy. Vừa vị thơm. Thơm lừng. Thơm lắm. Daddy my eye hurt. Gà, không phải gà công nghiệp. Daddy my eye hurt. Daddy my eye hurt. Oh, be careful. Thế nó bán rẻ ấy. Little dog. Để mua 100 mấy rồi. Vừa. Ừ, nhỏ. Nó xanh thơm. Ok, be careful. I wanna eat daddy. Thơm nhỉ? Eat yours, baby. Em bé thích không? Daddy, he's a little duck. Trời, con vịt ăn nữa. Eat yours, baby. No, eat. Maybe not eat. Okay. Rau thơm là nó cho rau răm nhiều quá nhỉ? Toàn rau răm thôi. Ừ. Đấy. Toàn bộ là rau răm. Toàn bộ rau răm. Đây, thịt gà ta xịn sò. Daddy, but daddy crying. Oh, why are you crying, little dove? I want a chicken. Okay, here's your chicken. Tào lao đấy. Cho ăn thịt gà. Ừ. Em bé tào lao quá. Không. Chưa bao giờ con thấy là ăn thịt gà. Em bé ăn. Rồi em bé ăn đi, em bé ra ăn đi. I wanna eat. Eat baby, eat baby. It's my. Xương hắt đến nỗi xương nó tách ra luôn. Đấy là bác chặt nó thế. Chặt ra. Ừ. Dạ, con biết là chặt. Nhưng mà con thấy hình như chặt. Con biết được bộ Lego. Sướng thế. Ở lại anh khoe mẹ. Lấy. Đấy, em bé bốc ăn ngon chưa? Yummy baby. Ngon quá. Ngon quá, ngon quá. Ngon 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 à? Gà hấp lá chanh. Ở phía đầu kia thì 160. Ô, thế hấp nghe chủ cầu. 160. Thế hấp mía lại rẻ hơn à? Bạn nhớ. Thế là do nhà kia nó bán đắt chứ. Bạn nhớ là như thế. Từ đây hấp ngang ngang tầm. Ừ. Nhưng mà ý là hấp mía là phải mất tiền mía bỏ hấp nữa. Lá chanh đồ, rau thơm ngon. Nước chấm cũng ngon. Em bé làm gì đây? Hai em bé tướng. Yummy. Baby, please listen to daddy. Get up. Stand up, baby. Please. Ooh.